bán đầy đủ mọi người, đồ điện các thứ. Đi về cái khu chợ trời trên đường Hoàng Sa nha. Đấy, khu chợ trời này thì nó cũng buôn bán giống như kiểu chợ Nhà Táo, khu chợ, một số khu chợ quanh quanh tại khu vực này. Bây giờ mình cùng đi nha. Riêng bán mọi người này 70.000 một ký, ở lép còn bình thường là bán 50.000. Thì dạo này sầu riêng cũng nó luôn luôn là một cái gì đấy, một cái giá gọi là sang về Việt Nam mình luôn á. 70-80.000 một trái thì mọi người thấy nó cũng cao đấy, có những chỗ 120 một ký luôn á. Quán cà phê rất là đông. Đi con đường này tương đối là mát và dễ chịu mọi người. Nên là mình sang qua đường Hoàng Sa kia thì gọi là nắng vỡ mặt luôn đấy. Đường này thì nó mát và dễ chịu hơn rất là nhiều. Mình phải đi sớm một xíu này, chắc là dòng này quán cà phê kín khách luôn đó. Hôm nay thì Hải ngủ là hơi muộn, tính mình có dự kiến là sẽ quay khu vực 8-9 giờ đêm nữa, nhưng mà ngủ dậy muộn là quên mất luôn đó. Dậy sớm quay mọi người, 4-5 giờ đi dòng dòng quay để Sài Gòn xem tình hình bà con tiểu thương tại một số chợ nó buôn bán thế nào, nhưng không dậy nổi luôn. Ôi đường này ra được 1 triệu.
ở đây thì mình cùng đi xuống bên dưới này một xíu thôi. Có cái khu vực này là cái khu chợ trời này, buôn bán rất là nhiều đồ chuyên đồ cũ đấy mọi người ạ. Mình biết chọn thì có thể mua những cái đồ nói chung là về dùng tạm được, với giá thành thì là giá ve chai thôi. Khu vực này là bán đồ thờ, cái dòng này đấy mọi người bạn rất là rộng nhịp luôn á. Đây mọi người này, khu vực này bán đấy, mình có nếu mà mình biết chọn thì mua cái đồ này cũng được. Đấy, quần áo đấy, dọc dọc này cái chợ này thì hãy thấy nó họp tương đối là lâu. Dưới này là cái bãi rác này, giờ chú mới tới vậy chừng phải bán. Này là cái chỗ rác hơi vựa về chai ấy mọi người, tập kết tại khu vực này. Đây này, cái khu này rất nhiều người mua này. Chỗ này thấy chú bán những cái đồ linh tinh vậy đằng đằng này. Và nhất là chỗ này thì đông nhất, chỗ này chắc là phải vào cho ăn này, đông dã man luôn này. Bán đầy đủ mọi người, đồ điện các thứ. May mắn thì mình chọn được những cái đôi giày rất là đẹp, hàng hiệu luôn. Có những cái món đồ mua về làm kỷ niệm cũng được, nói chung là tùy mỗi người một sở thích. Đường này một xíu đi dạo dạo chỗ này. Đi về công viên Lê Thị Riêng nha, ngay gần đây luôn ạ. Chẳng thế thì hãy ghé qua quay cho mọi người xem một xíu, rất là rộn nhịp. Đây mọi người này, đây có tín hiệu rất là đáng mừng luôn. Đây, đang sửa đổi đây, thay đổi công năng hết.
đô thị người ta đi chào hết về hè. Chở lại hết đang hết rồi, nó những cái tín hiệu rất là đáng mừng luôn đó. Biết mình ra đường ấy, à, mát rồi, dựa lắm, thuận tiện cho mình đi lại. Đây mọi người, có dấu hiệu là muốn mưa rồi. Đây, dòng dòng này là những khu phố thời trang, khu vực này, quận 3 và Tân Bình. Để đi đâu thấy nó cũng xèo nhiều lắm. Đây, chợ lớn, giảm đến 42%. Là thì riêng mọi người. Khu vực này thu hút được rất là nhiều người, nhưng mà về đêm á Hải thấy ở phía bên ngoài nhộn nhịp hơn này. Các cô chú bán hàng rong, bán cá viên chiên các thứ rồi tới trẻ ngồi đây rất là đông. Tôi cần bán rất nhanh, 700 triệu, 1.200 mét, 1.200 luôn mọi người, không biết là đất gì nữa.
và khu này nó tắc đường rồi, ngay lại khu chợ Hòa Hưng. Kẹt cứng luôn rồi khu này. Đi dọc hết được vỉa hè, có cái chút xíu vỉa hè đừng đi lại.